Giao thông Vận tải vừa ban hành quy chuẩn thiết kế đường bộ cao tốc sau yêu cầu của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Một trong những điểm mới của quy chuẩn được đưa ra lần này đó là quy mô đầu tư giai đoạn phân kỳ cần đáp ứng tối thiểu 4 làn xe hoàn chỉnh, bố trí đầy đủ làn dừng xe khẩn cấp và đầu tư đồng bộ các công trình phục vụ khai thác. Đây kỳ vọng sẽ là liều thuốc đặc trị cho những tuyến đường thiếu chuẩn, thế nhưng vẫn cố gắn mác cao tốc gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tuyến cao tốc Nội Bài Yên Bái Lào Cai. Thường xuyên di chuyển qua tuyến này, anh Tú không khỏi lo lắng khi qua đoạn được đầu tư phân kỳ chưa hoàn chỉnh. Không thể so ở trên đây với dưới kia được. Đường ở trên này thì đi một chút thôi là nó lắc lái này, là tỉnh đòn ngay, nếu mà không tỉnh là không đi được cái đường này. Những bất ổn về cao tốc thiếu chuẩn càng trở nên nóng sau các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ La Sơn. Theo chuyên gia, đầu tư cao tốc sử dụng nguồn kinh phí lớn nhưng hạ tầng không được đầy đủ. Về lâu dài sẽ rất lãng phí và mất an toàn giao thông. Được mang tiếng là đường cao tốc nhưng thực ra là không đạt chuẩn cao tốc. Vì thực chất là tiêu chuẩn cơ sở 42 nó hạ cái tiêu chuẩn đường cao tốc xuống còn một nửa. Đường đang tối thiểu 4 làn xe, bây giờ chỉ còn đường 2 làn xe. Cái là tiềm ẩn ngay từ khâu thiết kế, mà lẽ ra ở cái giai đoạn lập báo cáo đầu tư, xây dựng dự án đầu tư là thẩm tra an toàn giao thông phải chỉ ra và báo cáo bộ để điều chỉnh. Các mô hình cao tốc phân kỳ đầu tư lần lượt đi vào hoạt động. Dù thời điểm đó, các chuyên gia đã lên tiếng góp ý thiết kế phân kỳ đầu tư mất an toàn và không khoa học, nhưng mô hình này vẫn tiếp tục xuất hiện trong hàng loạt bản thiết kế các cao tốc khác. Việc đầu tư một số tuyến đường cao tốc không có làn xe dừng xe khẩn cấp thì có phù hợp với tiêu chuẩn đường cao tốc hay không, và giải pháp của bộ trong gian tới là gì? Với việc cùng một lúc phải thực hiện khối lượng công việc rất là lớn, thời gian hoàn thành mục tiêu 3.000 km cao tốc đã rất gấp rút và cận kề vào năm 2025, thì điều mà cử tri băn khoăn lo lắng là chất lượng của các công trình giao thông. Bộc lộ rõ nhiều bất cập, dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Cuối cùng, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra liều thuốc chữa cho căn bệnh thích gắn cao tốc cho những tuyến đường thiếu. Cái quy chuẩn kỹ thuật này chỉ nêu ra được những cái tối thiểu thôi. Từ bây giờ chỉ đi, nếu xây đường cao tốc mới thì mới áp dụng cái quy chuẩn này. Chứ còn cái cả cũ đang hiện nay có thì bắt buộc phải có một thời gian chuyển đổi. Thế thì chúng ta hy vọng là Bộ Giao thông Vận tải sẽ được tức chuyển đổi ngay, sớm khắc phục những cái tồn tại vừa. Cái đầu tư phân kỳ vừa rồi. Mô hình cao tốc đầu tư phân kỳ chỉ có 2 làn xe hoặc 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, bị khai tử cho thấy chính phủ đã mạnh tay trong việc ngăn chặn những thiết kế giao thông không an toàn. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đề xuất phương án đầu tư nâng cấp các tuyến đường này đạt quy mô hoàn chỉnh. Thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2024 đang đến gần, cả nước sẽ thực hiện cải cách tiền lương gắn với vị trí việc làm. Một thang bảng lương mới sẽ được áp dụng để thay đổi căn bản cách tính tiền lương, chỉ ít là bằng và cao hơn hiện tại. Và thông tin sẽ cắt bỏ hết phụ cấp trách nhiệm, thâm niên, khiến tiếng lương mới cũng không hơn. Mà mục tiêu của cải cách tiền lương là phải đảm bảo đủ mức sống cơ bản cho công chức viên chức để họ yên tâm làm việc hiệu quả. Cuộc phỏng vấn với Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia, sẽ cung cấp thêm cho khán giả một số thông tin liên quan. Thưa tiến sĩ, cán bộ công chức viên chức thì lo ngại là mặc dù lương mới sẽ tăng thêm khoảng 30%, thế nhưng những phụ cấp hệ bậc cũ này cắt hết. Như vậy thì sẽ khó đạt được cái mục tiêu là gì? Cải cách tiền lương gắn vị trí việc làm và để công chức viên chức sống được bằng lương. Cải cách tiền lương để làm sao cho cán bộ công chức viên chức sống được bằng lương trong phần này để tái tạo lại cái sức lao động của mình. Anh em chỉ hay quan tâm đến giá trị tuyệt đối cái lương mình sẽ lĩnh được bao nhiêu để còn so sánh. Tôi đang làm quản lý, tôi được từng này, thế sao tôi lại so sánh với anh kia không làm quản lý mà lại làm chuyên viên, nhưng mà anh ở bậc cao anh lại được từng này. Bởi vì những cái phần này thì nhiều khi nó cũng phụ thuộc vào cái bảng lương cụ thể chúng ta. Các nhà làm lương đã thấy rằng là tăng lên khoảng 30%, còn cụ thể thì có lẽ là nó phải liên quan đến cái bảng lương trong một vài tháng tới. Có thể có những so sánh này, so sánh khác. Tuy nhiên là lương mới sẽ được thực hiện, nó sẽ tốt hơn và cao hơn. Bài học về giá lương tiền những năm 85-86
nó sẽ giúp ích như thế nào với lần cải cách tiền lương lần này? Đây là một câu hỏi rất hay, bởi vì chúng ta đã có kinh nghiệm của gần 40 năm trước về giá lương tiền. Chúng ta nhớ lại cái thời đó ấy, thì cái phần này chúng ta sống trong một cái giai đoạn mà cái tỷ lệ lạm phát nó phi mã, nó có thể có những thời gian nó lên đến 3 con số. Đấy là những cái phần mà chúng ta thấy đồng tiền mất giá, nó giá trị, khái niệm về cung cầu nó có nhiều vấn đề. Hiện nay thì có nhiều vấn đề nó đã thay đổi, nhiều đơn vị là đã thực hiện từng bước một, từ xác định vị trí làm, xác định cái khung năng lực, rồi là xây dựng cái hệ thống, rồi là chuẩn bị những cái nguồn tài chính ngân sách để chúng ta triển khai thực thi. Các nhà chính sách đã nghiên cứu về lạm phát, bởi vì chúng ta có một khối lượng tiền lớn tung ra thị trường và chúng ta lại phải liên quan đến cái phần này, dù có thể tăng nhẹ chăng nữa nhưng vẫn phải có những biện pháp để ngăn chặn nó. Rồi có những vấn đề nó liên quan đến cung đến cầu, và đặc biệt là cái tâm lý tăng giá của thị trường. Xin được cảm ơn tiến sĩ Ngô Thành Can. Dựa trên lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, nhiều địa phương vùng cao đã mạnh dạn đưa vào phát triển các giống cây trồng, vật nuôi. Các mô hình này phát huy hiệu quả, không chỉ giải quyết bài toán sinh kế cho người dân tộc thiểu số mà còn tạo ra những sản phẩm mang đặc trưng, trở thành thế mạnh của vùng. Những ngày này, người dân ở thôn Nậm Đó đang hối hả bước vào vụ thu hoạch chè. Cả thôn có 72 hộ dân thì có tới 71 hộ trồng chè với diện tích gần 74 hectare. Nhờ có thời tiết phù hợp và chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây chè sinh trưởng và phát triển tốt, từ đó mang lại thu nhập bình quân mỗi hộ đạt hàng trăm triệu đồng một năm. Hiệu quả kinh tế từ cái cây chè thì nó sẽ là cao hơn, với lại một năm một tháng mình có thể thu hái được 2 lứa, quả là nếu mà mình chăm sóc tốt thì còn được 3 lứa, còn nếu mà cái vùng chè trồng ngô ấy thì một năm chỉ thu được một vụ thôi, nhưng mà cái công mà chăm sóc ngô ấy thì nó sẽ công nó cao hơn. Cùng với chè thì cây quế cũng là loại cây trồng chủ lực tại nhiều địa phương. Thay vì chăm sóc, thu hoạch theo phương thức truyền thống, người dân vùng cao Lào Cai đang chuyển dần các diện tích quế sang hướng hữu cơ nhằm đảm bảo chất lượng và cho thu nhập cao. Không phun thuốc, rồi mình chỉ đi phát, lấy dao phát bình thường, chỉ khai thác là tỉa thôi, chứ không phải là khai thác hết cả đồi. Tiềm năng cũng như cái điều kiện để phát triển cây hữu cơ của Lào Cai là còn rất là dư địa rất lớn. Chúng tôi xác định là từ đây đến hết năm 2025, thì toàn tỉnh sẽ phấn đấu đạt được khoảng 10 trên 15.000 hectare quế có chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ. Nhờ việc đa dạng hóa các mô hình sinh kế, năm 2023, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản toàn tỉnh Lào Cai đạt hơn 9.500 tỷ đồng. Trung bình giá trị sản phẩm trên 1 hectare canh tác đạt 95 triệu đồng. Lào Cai cũng đã xây dựng thành công 13 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực với 197 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Phải tập trung hơn nữa trong cái công tác chỉ đạo tuyên truyền, vận động thuyết phục người dân trong cái việc thay đổi về cái tư duy sản xuất, cũng như là tạo ra được những cái mô hình, những cái chuỗi giá trị sản xuất trong nông nghiệp nó lớn hơn, mạnh hơn, tạo ra được nhiều cái vùng sản xuất hàng hóa nó đủ mạnh và đủ cung cấp cho thị trường. Tập trung hơn nữa trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân để tạo ra chuỗi giá trị sản xuất lớn hơn, mạnh hơn, tạo ra nhiều vùng sản xuất hàng hóa cung cấp ra thị trường. Đa dạng hóa các mô hình phát triển nông nghiệp nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, qua đó thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, tạo bài toán sinh kế bền vững cho vùng cao. Với mục tiêu kích cầu du lịch trong nước, tạo cơ hội cho các địa phương, doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm dịch vụ liên kết phát triển du lịch giữa các vùng miền trong cả nước, trong 4 ngày diễn ra hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2024, các sản phẩm combo du lịch, vé máy bay cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn đã đem lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng cho các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước. Được đánh giá là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực, VITM Hà Nội 2024 với chủ đề du lịch Việt Nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế quảng bá thương hiệu, thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Mở ra một cái giai đoạn mới, tăng tốc cho du lịch Việt Nam, cố gắng phấn đấu vượt qua 2019 về số lượng khách quốc tế, đi theo một cái hướng phát triển bền vững và cố gắng để gìn giữ bảo vệ môi trường và đạt được những cái mục tiêu bền vững trong phát triển du lịch. Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4,
VITM Hà Nội 2024 đã trở thành điểm nhấn của ngành du lịch Việt Nam với sự tham gia tích cực của các cơ quan xúc tiến và doanh nghiệp du lịch từ 55 tỉnh thành phố của Việt Nam, 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với 480 gian hàng và trên 700 đơn vị. Hơn 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp tại hội chợ, trên 80.000 lượt khách tham quan mua sắm, đạt doanh thu ước tính trên 180 tỷ đồng. Gần đến nay thì chính phủ mới có cái sự là đồng ý chấp thuận cho cái việc được nghỉ dài ngày, nên bắt đầu từ khi diễn ra hội chợ là chúng tôi đã nhận được rất là nhiều, tiếp nhận được rất nhiều cuộc gọi. Đây là một cái hội chợ mà phải nói là bùng nổ của gian hàng chúng tôi, cái số lượng chốt khách nó phải nói là hơn cả sự mong đợi. Các cái voucher mà chúng tôi đã mang đến cho khách hàng đã được tiếp cận đến với khách, chúng tôi đã chốt được nhiều nhất, ví dụ như là các tour Trung Quốc, Sinh Mã, tour Thái, Hàn và Nhật, thậm chí cả các tour châu Âu nữa. Trong 4 ngày diễn ra hội chợ VITM thì Best Buy đã tiếp cận được khoảng tầm 10.000 khách hàng tham dự, chốt được tầm 300 khách hàng. Con số dự kiến chúng tôi sẽ thu trong hội chợ năm nay rơi khoảng tầm 5 tỷ. Chúng tôi triển khai những cái sản phẩm kích cầu vào tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Và đây là những thời điểm mà du khách có thể chia sẻ với các doanh nghiệp và đồng hành cùng với doanh nghiệp. Chúng tôi đang triển khai các cái sản phẩm từ hai đầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng bán kính 300 cây với nhiều loại hình di chuyển khác nhau. Trong khuôn khổ VITM Hà Nội 2024, 23 sự kiện hoạt động xúc tiến du lịch được tổ chức. Các hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với khách du lịch và hoạt động của các cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế đã tạo không khí sôi nổi, góp phần quan trọng để phục hồi, tăng tốc, phát triển du lịch Việt Nam nhanh và bền vững. Thưa quý vị, giữa tháng 4 dương lịch là lúc người Lào tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị đón Tết cổ truyền Buôn Pi Mây. Đây là một trong những lễ hội văn hóa truyền thống lớn nhất trong năm của người Lào, còn gọi là Bun Hốt Nậm, hội té nước của người Lào, nhằm cầu may, cầu bình yên, hạnh phúc cho cả năm. Tắm Phật là nghi thức thiêng liêng của Tết Bun Pi Mây, mang ý nghĩa gột rửa, tẩy đi những bụi trần phiền não, hướng con người đến sự thanh tịnh, tinh khiết. Tiếp đến, các sư thầy đọc kinh cầu vía, gọi hồn cho thể xác khỏe mạnh, tâm tịnh, trí sáng. Ngoài ra, phần lễ của Tết Bun Pi Mây còn có nghi thức thả hoa đăng, mang ý nghĩa xua đi thả trôi mọi rủi ro trong năm cũ, hân hoan đón chào một năm mới với nhiều may mắn, tốt lành. Nghi lễ đắp tháp cát để cầu chúc sức khỏe, bình an. Đó là theo phong tục của mình là mình mừng lắm. Rồi lại người ta tổ chức để mà năm mới như này Bun Pi Mây là nó người ta giải thoát, kiểu là giải cho mình cái khó khăn này kia, là cho mình sức khỏe mạnh mẽ này kia, cho may mắn. Trong ngày Tết Bun Pi Mây, khi du khách đến sông nhà sẽ được chủ nhà buộc chỉ xanh, trắng hay đỏ vào tay để cầu phúc trong năm mới. Sau ít nhất 3 ngày mới được tháo chỉ ra khỏi cổ tay để điều may mắn đến trong cả năm. Đồng thời mọi người sẽ cùng vui hội té nước. Để tỏ lòng tôn kính, người trẻ sẽ té nước vào người lớn tuổi để chúc sức khỏe, thịnh vượng, sống lâu. Bạn bè té nước vào nhau để chúc mọi sự tốt lành. Tết năm nay là Tết tôi đi dự là 3 cái Tết nào ở đây rồi. Thì là rất là ý nghĩa và mục đích là để làm khơi dậy lên tinh thần đoàn kết của giữa hai nước Việt Nam và Lào. Nên đây tham dự là điều vinh dự đối với bản thân tôi và cùng đồng đội đã từng chiến đấu và làm việc ở trên nước bạn Lào. Là chúng tôi tổ chức là nó thuận lợi nó xuất phát từ bà con nhân dân nhận thức và họ rất là khát khao hướng về cội nguồn và góc độ nhà nước là hỗ trợ tạo ra kế hoạch để mà làm sao là thắt chặt cái tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc của xã Ông Na nói riêng và huyện Buôn Đôn nói chung. Từ cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, những người Lào đầu tiên di cư đến huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk sinh sống. Đến nay, nơi đây đã có hơn 200 hộ người Lào. Sau bao năm, họ luôn sống chan hòa cùng các dân tộc địa phương, gìn giữ những nét đẹp văn hóa của mình. Tết Bun Pi Mây không chỉ giúp người Việt gốc Lào nhớ về nguồn cội, mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào thêm sâu sắc.